Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên ngỏ ý làm vợ bé Nguyễn Ngọc Ngạn và cá kết đắng. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhận cá kết đắng khi ngỏ ý làm vợ bé MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Nổi tiếng là người dẫn chương trình Duyên dáng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn được cộng đồng mạng biết đến là một người phụ nữ thông minh, có biệt tài gây cười, dí dỏm hài hước với những chia sẻ thú vị trên trang Facebook cá nhân. Mới đây, nữ MC có dòng trạng thái ghi lại màn tỏ tình ngỏ ý muốn làm vợ bé của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên viết: "Anh Ngạn ơi, em hỏi thật nha, anh có muốn lấy vợ bé không? Em đang cần lấy người có quốc tịch Canada để dọn sang bên đó." Quỳ Duyên bất ngờ về câu hỏi mà chị nhận từ MC Nguyễn Ngọc Ngạn. "Anh chắc là cô đang buồn nên cô nghĩ quẩn. Cô muốn lấy anh để sang Canada, tại sao cô không lấy con trai? Anh có thể tổ chức đám cưới cho cô và con anh ngay trong tuần này. Con trai anh sẵn sàng hy sinh lấy cô để cô dọn sang Canada." MC Nguyễn Ngọc Ngạn trả lời Kỳ Duyên. Màn tỏ tình MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên muốn làm vợ bé của MC Nguyễn Ngọc Ngạn ngay sau khi đăng tải đã thu hút hơn chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ. Nhiều ý kiến từ người hâm mộ tỏ ra thán phục trước sự hài hước của hai MC khi có màn đối đáp dễ thương đầy bất ngờ. "Ôi bác Ngạn, con ngưỡng mộ bác quá, bác vì vợ mà không lấy cô Kỳ Duyên mà để cho con hưởng phúc thay." Facebook Sam Anh hài hước đáp lời những người hâm mộ và nói về lý do ngỏ ý làm vợ bé của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết: "Lấy anh về sáng nhổ tóc bạc, tối nằm gãi lưng đỡ mệt hơn ạ." Dòng trạng thái của nữ MC không chỉ dừng lại ở việc ngỏ ý muốn làm vợ bé của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhiều người hâm mộ cũng đoán được hàm ý, ám chỉ của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về chuyện ông Donald Trump mới lên làm tân tổng thống Mỹ được thể hiện qua status đang thất vọng về cuộc bầu cử, nhưng đọc cuộc trò chuyện này cũng phải phi cười. "Chị thật xuất sắc, phục chị," hay dí dỏm đầy sâu sắc, Facebook Nguyễn Chi viết. Hình ảnh Kỳ Duyên đi kèm khẩu hiệu khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trước đó không lâu, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì quan điểm phụ nữ là để sợ được nhiều người ví như khẩu hiệu cho chị em. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.